thế nên hiểu phật pháp không có gì khác phật pháp nói gì chân tướng của nhân sinh vũ trụ hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng cũng may khoa học hiện nay đem những gì trong phật pháp nói những chỗ then chốt những chỗ khó hiểu nhất dùng phương pháp khoa học chứng minh đây là việc tố rất đáng để chúng ta cổ vũ chúng ta khẳng định trí tuệ của đức phật trí tuệ của bồ tát khẳng định đức hạnh của họ khẳng định những trí tuệ đức hạnh này có thể hóa giải thiên tai có thể giải trừ bệnh khổ cho chúng ta có thể giúp chúng ta đạt được phước bao đáng đạt được Phước báo đầu tiên là thọ mạng Hai trăm tuổi là thọ mạng bình thường Quý vị đáng đạt được Đây là cơ khí Có thể rất hữu ích Nhưng trong cơ khí này có linh tánh điều này khoa học gia cũng phát hiện đó chính là linh tánh trong vật chất một hạt cát các nhà khoa học nói còn nhỏ hơn hạt cát nguyên tử hạt căn bản hạt di lượng lượng tử càng phân càng nhỏ quan niệm tổ học khoa học Trong kinh này ông nói Cũng là gần đây các nhà khoa học phát minh trung di tử Cũng chính là lượng tử Nhỏ đến mức độ nào Nguyên tử chúng ta biết rất nhỏ Mắt thịt không nhìn thấy được Trong nguyên tử là một hạt nhân nguyên tử Bao quanh hạt nhân nguyên tử là điện tử điện tử rất nhỏ ông nói so sánh trung di tử và nguyên tử là một phần trăm ức của nguyên tử hay nói cách khác một trăm ức trung di tử mới tổ hợp thành một điện tử năng lượng của trung di tử vô cùng lớn có thể xuyên qua Ở sau có một ghi chép đơn giản Ông nói có xuyên qua Mười ức cây số Nên nhớ Mười ức cây số Không phải chỉ một địa cầu Địa cầu chúng ta từ Trung Quốc bay đến Mỹ Là một dạng cây số Trung Quốc qua bên kia Thái Bình Dương là một dạng cây sô. Vậy, mười ức cây sô là bao nhiêu địa cầu? Trung di tử có thể xuyên qua nhẹ nhàng. Vật nhỏ như vậy, nó là vật chất. Vật chất nhỏ nhất Không thể phân thêm nữa Trong vật chất này có tinh thần Chính là thọ tưởng hành thức Nó có những thứ này Bởi thì hiện nay các nhà khoa học biết Toàn thể vũ trụ là có cơ thể Không có vật chế Toàn là sống Vật nhỏ như vậy là sống Vì nó là sống Nên nó thấy được, nghe được, hiểu được ý người Chúng ta khiến nó thấy được sự tốt đẹp Nghe được điều tốt đẹp Chúng ta cho nó tin tức tốt Nhân lệ nghĩa trí tính là tốt nhất Nó hồi bạo chính là biến ra ngày càng đẹp Thế giới này sẽ rất tốt đẹp Thế giới cực là không khác gì thế giới của chúng ta Giống nhau Nhưng vì sao thế giới đó lại tốt đẹp như thế Còn thế giới của chúng ta lại biến thành như vậy Cư dân ở thế giới đó tâm tốt ý niệm tốt hành vi tốt không có gì không tốt nên chiêu cảm sơn hà đại địa được con người xưng là thế giới cực lạ đạo lý chính là ở đây